Chào mọi người nhé. Trong video này thì sẽ chia sẻ đến mọi người và giới thiệu về cái ly thơm đấy, cánh đơn và cánh ghép. Ở đây có hai chậu ly màu vàng cũng như là màu đỏ, thì sẽ mọi người có thể thấy những sự khác nhau nhé. Về màu vàng, đây thơm, cánh đơn có số bông ở trên cây tùy màu cũng như là tùy cái loại cũng như tùy cỡ. Đấy, cánh đơn sẽ có nhụy là một, thứ hai nó sẽ 6 cánh. Đấy. Còn bên này thì cánh kép mọi người có thể thấy này. Nó tầng tầng lớp lớp, cũng phải 7 đến khoảng 8 lớp và nó không có nhụy. Đấy, thường thường thì nó sẽ bền hơn, đấy, lâu tàn hơn. Bởi vì thường thường ly kép thì so với ly đơn thì sẽ dài ngày hơn, từ khi trồng cho đến khi nở ấy, nó sẽ dài ngày hơn. Và cái nụ mọi người có thể thấy này, từ cái nụ non nhé, từ cái nụ non ở đây thì đây là các màu kép khác. Cái này có thể thấy này, cái nụ của ly kép đây khá là tròn đấy, mọi người có thể thấy này, khá là tròn, 1 2 3 4 5 6 7, khoảng 7 mặt, 1 2 3 4 5 6, 6 đến 7 mặt. Còn ly đơn thì nó chỉ có 3 mặt thôi. Đây. 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt. Đấy. Đây, cánh kép này rất là cứng. Nên khi mọi người trồng ra thì có thể đối chiếu và có thể thấy là đúng cái cánh kép như thế này hay không. Hay là ra cánh đơn thơm, hay là cánh đơn không thơm, hay là lại là ly lùn. Đấy. Thì cái thời gian của những cái loại cao ấy thì cũng sẽ khác nhau, với cả ly lùn cũng khác nhau. Ở đây bên này thì chẳng hạn như kiểu bên này không thơm thì cũng những cái dòng này khác này, và bên này ly lùn nó lại khác này, đấy là lìn. Bởi vì thường thường thì đa phần thấy mọi người trồng sẽ rơi vào chẳng hạn như kiểu cánh kép nhiều màu lại ra chẳng hạn như kiểu thằng lùn hoặc thằng không thơm là khá là phổ biến. Thì cái củ nó khác, thời gian khác, và ở đây mọi người có thể thấy và đối chiếu cái cánh của nó sẽ khác. Đấy, thường thường cánh kép thì cái bông của nó sẽ nhỏ hơn, thường thường nó nhỏ hơn cái cánh đơn nhé, bởi vì nó có nhiều cánh. Đấy, nhiều cánh nên mọi người nếu thích cái loại bông rất là to thì có thể trồng và chơi cái thằng cánh cánh đơn. Đấy, bông nó sẽ to hơn. Đấy, cánh kép thì nhìn nó lạ mắt hơn. Đấy, nhìn nó bắt mắt hơn và khá là lạ. Nhiều người trưng thì khá là tò mò, người khác chưa vì chưa có phổ biến và cũng chưa nhiều nơi có thể có. Nhưng nếu mà trồng nhiều thì cánh kép thứ nhất là chi phí nhiều hơn, cũng như việc chăm nó cũng cần phải phức tạp và cầu kỳ khó hơn một chút. Nên mọi người lựa chọn tùy vào sở thích cũng như kinh doanh của mọi người nhá. Đấy là về cái hai cái loại này, và mọi người đối chiếu xem là mình trồng đúng cái lựa chọn cũng như cái chỉ điểm của mình khi mà mọi người yêu cầu hay chưa, hay là trồng loại này có thể thành ra thì lùn. Đấy, thì nếu mọi người có những cái góp ý cũng như thắc mắc thì mọi người có thể gọi điện thoại nhé, hoặc là nhắn qua Zalo hoặc là Facebook, mình sẽ để ở dưới nhé. Rồi, Tào Việt xin chào và chúc mọi người trồng những cái bông hoa thật là xinh tươi và thật là thơm để chơi cũng như là tặng bạn bè người thân nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.